À, xin chào các anh, các chị và những người bạn thân yêu của Huy Cường. À, như thường lệ vào 10:30 sáng thứ sáu hàng tuần, Huy Cường có một cái chia sẻ trên livestream trong vòng khoảng 30 phút. À, đó là chia sẻ về những cái quy luật, đó là chia sẻ về những cái quy luật trong cuộc sống, cái quy luật trong cuộc đời. Và Huy Cường rất là thích cái câu nói đó là cái người thành công ấy là cái người mà hiểu được những cái quy luật tự nhiên và nắm được những cái quy luật. Và ngày hôm nay thì Huy Cường sẽ chia sẻ với lại các anh các chị và những người bạn của mình về một cái quy luật, đó là cái luật về thời cơ. Thế chính là cái thời cơ mà cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này tạo ra. Và xin chào những người bạn, xin chào anh Huynh, một người bạn rất tuyệt vời của mình đang ở Hàn Quốc. Chào anh Huynh. Thế thì anh chị cùng tham gia chia sẻ với Cường có thể có những cái comment, có thể có những cái tương tác. Chúng ta hiểu như thế nào về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, và cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nó đang tạo cho chính bản thân các anh các chị, những người bạn của Cường những cái cơ hội như thế nào. Đấy, chúng ta có thể comment, có thể tương tác, đấy, có thể chia sẻ. Và cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Huy Cường đó là được, đó là không phải danh vọng, địa vị, tiền bạc, đó là được chia sẻ, để chia sẻ những cái điều mà mình đam mê, chia sẻ những cái giá trị mà mình thấy là có ích cho bản thân và cho những tất cả mọi người. Và Huy Cường thường làm livestream vào 10:30 sáng thứ ba và 10:30 sáng thứ sáu, để với mục đích đó là để học tập, tức là chia sẻ là để học, để tăng cái sự tự tin này, để tăng cái khả năng hiểu biết và để tăng những cái khả năng kết nối làm bạn với tất cả mọi người. Bởi vì mục đích của cái tổ chức mà Huy Cường đang xây dựng ngày hôm nay đó là kết nối hàng triệu người ở trên khắp năm châu bốn biển, kết nối hàng triệu người Việt Nam ở trên khắp năm châu bốn biển. Đó là những người yêu sức khỏe, yêu tự do, là những người mà khát khao tìm kiếm thành công và thích giúp đỡ người khác. Và ngày hôm nay ấy, thì Huy Cường chia sẻ về cái chủ đề đó là cái thời cơ do cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra. Anh chị biết là một trong những cái thiệt thòi lớn nhất ấy, một trong những thiệt thòi lớn nhất của con người đó là sinh ra nó không đúng thời. Một trong những thiệt thòi lớn nhất của con người đó là sinh ra nó không đúng thời, hoặc là sinh ra vào cái thời loạn lạc. Nếu mà ai đó sinh ra vào cái thời chiến tranh này, cái thời loạn lạc, thì đó là cái điều gì? Đó là những cái điều không may mắn. Ví dụ như thế hệ cha mẹ, anh chị chúng ta sinh ra vào những cái thời chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh chống Pháp rồi vân vân, thì với những cái thời đó thì giữ mạng sống còn khó, chứ không nói đến việc mà làm giàu, phải không ạ? Không nói đến tự do vân vân. Và cái khát vọng lúc đó ấy, lớn nhất đó là gì? Đó là sống trong một cái đất nước tự do. Và ngày hôm nay ấy, thì chúng ta là những người cực kỳ may mắn, chúng ta là những người cực kỳ may mắn khi đang sinh ra và đang được sống trong thời hòa bình, mà không những trong thời hòa bình mà lại trong một cái thời mà đang đi giữa, đang đi cùng một cái cuộc cách mạng, đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cuộc cách mạng mà nó thay đổi triệt để nhất, nó thay đổi hoàn toàn thế giới, nó thay đổi rất nhiều thói quen của con người, thay đổi phương thức làm việc, phương cách làm việc, thay đổi cách thức kinh doanh, thay đổi rất là nhiều thứ. Và cái cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đó là cái cuộc cách mạng về cái đầu máy hơi nước, đúng không? Rồi đến cuộc cách mạng về điện khí hóa, cái cuộc cách mạng thứ ba, cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba đó là cái cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và tự động hóa. Và ngày hôm nay, cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó là tất cả kết nối cái thế giới thực vào thế giới ảo, và thông qua cái smartphone, thông qua cái điện thoại di động. Và chính cái thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này mà nó cho phép chúng ta có thể rất làm được rất là nhiều việc, mà cái việc mà Huy Cường cũng đang làm, đang chia sẻ gắn kết những người bạn của mình, đó cũng là nhờ cái thành tựu của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Và anh chị biết là cái
cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này này nó tạo ra rất nhiều xu hướng, và nếu anh chị nào đang làm business, anh chị nào đang làm kinh doanh thì không thể đứng ngoài cuộc được của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Bởi vì nếu như chúng ta đứng ngoài cuộc cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thì một điều chắc chắn đó là gì? Đó là chúng ta không tận dụng được thời cơ. Và một điều chắc chắn là chúng ta sẽ bị lạc hậu, chúng ta sẽ bị tụt lùi và thậm chí là dẫn đến vỡ nợ, phá sản. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi, nó đã thay đổi tất cả mọi thứ. Và cái xu hướng đầu tiên Huy Cường muốn chia sẻ với các anh các chị trong cái xu hướng kinh doanh ngày hôm nay đó là cái xu hướng nó chuyển từ kinh doanh bất động sản sang di động sản. Kinh doanh bất động sản sang di động sản. Bất động sản không có nghĩa là đất đai, không có nghĩa là những cái căn hộ. Bất động sản đó là những tài sản bất động, là những tài sản không di chuyển được. Ví dụ như là anh chị em nào đang kinh doanh những cái cửa hàng, những cái cửa hàng mặt phố. Ngày xưa thì người ta nói là gì? Nhà mặt phố bố làm to, phải không ạ? Nhưng dần dần cái việc mà kinh doanh ở những cái cửa hàng mặt phố ấy, dần dần nó sẽ bị đóng cửa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay những cái tài sản kinh doanh bất động sản bó buộc trong bốn bức tường này, những cái tài sản nó không di động được không? Thì cái chi phí kinh doanh nó rất là tốn kém. Anh chị thấy không? Chi phí kinh doanh rất là tốn kém. Khả năng mở rộng quy mô rất là chậm. Rất là chậm. Chính vì vậy ấy, mà sẽ có rất nhiều những cái cửa hàng, rất nhiều những cái cơ sở kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực phân phối. Đặc biệt là trong lĩnh vực phân phối, trừ lĩnh vực sản xuất thì đương nhiên họ cần phải có những bất động sản, nhà máy rồi vân vân. Nhưng nếu kinh doanh trong lĩnh vực phân phối mà chúng ta không nắm được cái xu hướng chuyển từ kinh doanh bất động sản sang di động sản ấy, thì chắc chắn một điều là sao? Chắc chắn một điều là sẽ bị tụt hậu và cái khả năng vỡ nợ phá sản rất là lớn. Thế thì anh chị biết là tại sao gọi là di động sản? Di động sản không có, di động sản có nghĩa là những tài sản di động, là những tài sản di động, và tất cả mọi thứ nó kết nối qua cái smartphone. Và có một cái ví dụ điển hình ngày hôm nay ấy, có một cái ví dụ rất lớn ngày hôm nay đó là gì? Đó là cái hãng taxi Uber. Và có bao nhiêu anh chị em đã từng đi taxi Uber? Có bao nhiêu anh chị em biết đến hãng taxi Uber? Uber là hãng taxi lớn nhất thế giới. Uber là hãng taxi lớn nhất thế giới nhưng không sở hữu một chiếc taxi nào. Và họ tận dụng được cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tất cả mọi thứ kết nối qua cái smartphone này. Và họ chỉ kết nối có hai nhu cầu cơ bản. Một đó là nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại bằng xe taxi. Đấy, xe taxi mà lại rất là lịch sự, đúng không? Sạch sẽ, lịch sự, thái độ phục vụ tốt, chu đáo, an toàn. Và nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu cái người mà có những cái phương tiện, có những cái xe hơi để kiếm tiền từ cái việc lái xe taxi. Đấy, mà làm sao mà lại có thể giữ được hình ảnh? Bởi vì có, mình đã từng đi Uber của khá nhiều anh chị, đặc biệt là các anh ấy, là phó phòng hay trưởng phòng. Nhưng mà trên đường từ nhà cho đến công sở, thay vì đi một mình, thì họ tận dụng cái thời gian đó để có thể kiếm thêm thu nhập một cách rất là chân chính. Đúng không? Thế thì có phải là những cái người lái xe taxi ấy, những cái người lái xe taxi Uber ấy, và những cái xe taxi là những di động sản không? Đúng không các anh các chị? Đúng không ạ? Đó là những di động sản. Thế chính vì vậy ấy, mà ngày hôm nay nếu như chúng ta đang làm business mà chúng ta chọn được những cái cách thức kinh doanh từ smartphone, kinh doanh từ điện thoại di động, thế thì ngồi đâu chúng ta hoàn toàn cũng có thể kinh doanh được. Bởi vì nó cho phép chúng ta tạo ra những cái cách thức marketing thực sự là tuyệt vời. Có một anh bạn, anh chị cứ chịu khó chờ đợi một chút, phải không ạ? Đấy là cái xu hướng đầu tiên, đó là kinh doanh từ bất động sản. Thế thì chúng ta biết là có rất là nhiều người hiện nay đang làm chủ doanh nghiệp, nhưng mà thực sự ấy, là bị doanh nghiệp làm chủ chứ không phải làm chủ doanh nghiệp. Thế thì
Có những người là sao? Có những người bị doanh nghiệp làm chủ, bị nhân viên làm chủ, bị những cái tài sản cố định làm chủ mà sao không di chuyển được, không đi đâu được. Và nếu như chúng ta nắm được, nếu như chúng ta nắm được cái xu thế từ kinh doanh chuyển từ bất động sản này sang di động sản đấy, thì chắc chắn một điều là dù chúng ta làm bất kỳ một cái business gì ấy, đều có thể thành công. Và cái xu hướng mà chuyển từ kinh doanh bất động sản sang di động sản nó cho phép những cái phương thức phân phối, đặc biệt là những cái phương thức networking, tức là tạo ra những cái siêu kết nối. Nãy có anh Trương Trương Sơn anh có hỏi đúng không? Vậy thì cái thời điểm này kinh doanh cái gì? Kinh doanh cái gì mà nó cho phép tạo ra khả năng networking lớn nhất, tức là tạo ra cái khả năng kết nối, siêu kết nối, tạo ra những cái mô hình có thể phát triển không bị giới hạn về thời gian, không bị giới hạn về không gian. Đấy, có khả năng có thể phát triển mở rộng các cái thị trường tỉnh thành, các thị trường thế giới một cách nhanh nhất, thì đó chính là cái thời cơ mà cái xu hướng kinh doanh chuyển từ bất động sản sang di động sản. Cái kinh doanh di động sản nó sẽ lên ngôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này nó cho phép kết nối tất cả mọi người thông qua cái smartphone này. Và ngày mùng 3 Tết vừa rồi ấy, thì Huy Cường có về nhà dì của Huy Cường ở một cái vùng rất là sâu rất xa ở trên Bắc Giang chơi, và vô cùng kinh ngạc và rất là ngạc nhiên, bởi vì những cái đứa bé, anh chị biết là những cái đứa bé 5 6 7 tuổi ở một cái vùng, đó là một cái xã Trường Giang, ở trên một cái quả đồi chảy xung quanh là sông, đúng không? Chảy xung quanh là sông, được kết nối bởi vì một cái cây cầu phao á. Đấy là cái nơi mà gần như là rất là lạc hậu, nhưng mà những cái đứa trẻ con ngày hôm nay ở đó, chúng nó đã biết sử dụng smartphone. Những người nông dân ở đó họ đều có smartphone hết rồi, tức là gì ạ? Nó thay đổi tất cả mọi thứ. Thế thì chính vì cái sự thay đổi tất cả mọi thứ nó gắn kết với cái smartphone đó, mà nếu như chúng ta nắm được những cái cách thức kinh doanh và cái xu hướng kinh doanh chuyển từ bất động sản sang di động sản này, thì một cái điều rất là chắc chắn, đấy là rất là tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ thành công, đúng không ạ? Và cái xu hướng thứ hai mà Huy Cường muốn chia sẻ với tất cả các anh các chị, đó là cái xu hướng chuyển từ chữa bệnh, cái xu hướng chữa bệnh ấy, chuyển từ đi tìm thầy thuốc, đi tìm bác sĩ để chữa bệnh ấy, thì nó sẽ chuyển sang xu hướng tự chữa bệnh. Có ai ngạc nhiên về cái xu hướng này không ạ? Anh chị biết là ngày hôm nay do cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này này, nó tạo ra một cái cơ hội để tất cả mọi người có thể tiếp cận được những cái nguồn thông tin, những cái trí tuệ tuyệt vời nhất của rất là nhiều người, rất là nhiều những cái tổ chức họ chia sẻ. Thế thì ngày xưa chúng ta tiếp cận thông tin phải qua chính thống là TV này, qua báo đài, anh chị thấy không ạ? Qua TV, qua báo đài và qua các cái phương tiện thông tin truyền thông chính thống. Nhưng ngày hôm nay chúng ta biết là ngày hôm nay là chúng ta có thể tiếp cận với thông tin ở ngồi một chỗ, bất kỳ một cái xó xỉnh nào có một cái smartphone và kết nối internet, chúng ta có thể tiếp cận với mọi nguồn thông tin. Và ngày hôm nay những cái người, đặc biệt là những cái người bị mắc bệnh mãn tính ấy, thì nếu như họ chữa bệnh, anh chị biết là họ chữa bệnh ấy, họ sẽ chọn, bởi vì ngày hôm nay con người thông minh hơn rồi, con người có nhiều thông tin hơn rồi, con người có nhiều tri thức hơn rồi, cho nên họ sẽ chọn cái gì? Họ sẽ chọn kết quả trước khi mà họ chọn giải pháp, trước khi mà họ chọn một cái ông bác sĩ nào đó, một cái bệnh viện nào đó, một cái nơi chữa bệnh nào đó ấy. Họ chọn kết quả trước, và cái phương pháp nào nó tạo ra kết quả thì sao? Cái phương pháp nào nó tạo ra kết quả ấy, thì chắc chắn phương pháp đó sẽ là được lựa chọn. Và ngày hôm nay chúng ta biết là có rất nhiều những cái phương thức mà đã giúp con người tự chữa bệnh, nó đã tạo ra những kết quả thực sự là tuyệt vời. Và anh chị em biết là cũng nhờ nắm được hai cái xu hướng mà cái doanh nghiệp của Huy Cường nó đang phát triển rất là tuyệt vời. Doanh nghiệp của Huy Cường nó đang phát triển cực kỳ tuyệt vời, trong cái năm 2016 nó tăng trưởng 70% anh chị em. Bởi vì sao? Bởi vì mình nắm được xu hướng. Thế thì và cái xu hướng thứ ba là cái xu hướng đặc biệt nhất,
Xu hướng này nó đã xảy ra ở trên thế giới khá là lâu rồi và nó đã rất phát triển trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam do chúng ta tiếp cận, Việt Nam chúng ta mở cửa sau, tiếp cận với thế giới hiện đại sau, tiếp cận với thông tin sau. Cho nên ngày hôm nay cái xu hướng thứ ba về xu hướng sức khỏe, tức là cái xu hướng từ việc chờ bệnh sang phòng bệnh, nó đang phát triển rất là tuyệt vời. Cũng chính vì cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này nó tạo ra cái khả năng để tiếp cận thông tin, tiếp cận tri thức, mà cái xu hướng ngày hôm nay họ họ không chờ, họ không ngồi họ chờ đợi bị ung thư, họ không chờ đợi bị già nua, họ không chờ đợi các chị em không chờ đợi bị mãn kinh nữa, không chờ những cái nhăn nheo, đàn ông không chờ mãn dục vân vân, đúng không? Tức là, và không chờ bệnh, và người ta chuyển sang một cái xu thế đó là phòng bệnh chủ động. Và anh chị thấy là cái gì đang phát triển hiện nay, các cái trung tâm tập yoga anh chị thấy không ạ, các cái cơ sở tập gym hầu như ở bất kỳ một cái chung cư hiện đại nào Huy Cường quan sát ở Hà Nội này đều có những cái cơ sở tập gym, và những người nắm được cái xu thế này ấy, đều đã thành công rất là lớn. Nhưng nếu như anh chị không có vốn, anh chị không có khả năng quản trị, mà chúng ta lại mở những cái cơ sở tập gym hay tập yoga đấy, thì hiện nay cái khả năng thành công rất là thấp, và chúng ta hoàn toàn có một cái cơ hội, đấy là nếu như chúng ta tìm được những cái dòng, hiện nay chúng ta biết là cái người dân mà sử dụng thực phẩm chức năng ấy để phòng bệnh chúng ta đã biết rất nhiều rồi, và rất nhiều anh chị chúng ta đã biết làm cái điều đó đúng không? Một cách đơn giản như chị em hay chia sẻ sử dụng những cái tảo nhật này, những cái collagen này, nhau thai cừu, tức là gì ạ? Mách nhau, chúng ta thấy điều đó không ạ? Thế và ở châu Âu ấy và ở Mỹ là cái số những cái người mà họ đã biết tự bảo vệ sức khỏe, tự phòng bệnh nó rất là cao rồi. Nhưng ở Việt Nam ngày hôm nay nó mới thực sự là bắt đầu. Khi mà sao? Khi mà cái xã hội thông tin này nó rộng mở, ngày hôm nay nó mới thực sự bắt đầu. Và nếu như anh chị em nào tìm được những dòng sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên thực sự tuyệt vời mang lại giá trị cho con người ấy, để họ bảo vệ trong cái xu hướng phòng bệnh này để họ bảo vệ sức khỏe mà cái chi phí nó cực kỳ hợp lý, có khả năng cạnh tranh rất là cao, thương hiệu mạnh, thì chắc chắn một điều làm sao, chắc chắn một điều chúng ta sẽ thành công. Và đó là những cái gì mà Huy Cường muốn chia sẻ đó, nó tạo ra rất là nhiều những cái xu hướng, trong đó có ba cái xu hướng, đó là xu hướng chuyển từ kinh doanh từ bất động sản sang di động sản, xu hướng chữa bệnh thay vì việc đi tìm thầy thuốc, đi tìm bác sĩ chữa bệnh thì ngày hôm nay họ tìm đến những cái phương thức tự chữa bệnh. Và cái xu hướng thứ ba về sức khỏe đó là cái xu hướng thay từ việc mà chờ bệnh để sang phòng bệnh. Và nếu anh chị em nào mà kinh doanh được, có những cái mô hình kinh doanh, có những phương thức kinh doanh mà có thể hội tụ được cả ba xu hướng này trong một cái phương thức kinh doanh, một cái mô hình kinh doanh hoàn hảo, Huy Cường khẳng định là sẽ thành công, mà không những thành công ấy mà thành công vượt trội. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như ai đó mà đi sau xu hướng rất khó có thể thành công. Nếu đi song hành xu hướng thì cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng nếu biết đón đầu xu hướng thì cái việc thành công rất lớn là cái việc đương nhiên. Và xu hướng ấy, cái quy luật về xu hướng, cái luật về thời cơ ấy, thì sao, không ai có thể cưỡng lại được quy luật, anh chị em đồng ý không? Không ai có thể cưỡng lại được quy luật. Giống như đoàn tàu đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, dù chúng ta có lên hay không, cái đoàn tàu đó nó vẫn đi đến thành phố Hồ Chí Minh, anh chị em đồng ý không ạ? Thế cho nên làm sao, cho nên ấy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đúng không? Anh chị em nào mà nắm được thời, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn, sâu hơn về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, về cái xu hướng chuyển từ kinh doanh từ bất động sản sang di động sản, từ xu hướng chuyển từ chữa bệnh ấy, từ cái việc mà đi chữa bệnh sang tự chữa bệnh, và cái xu hướng sức khỏe từ cái việc chờ bệnh sang phòng bệnh. Nếu như chúng ta đi tìm, đương nhiên chúng ta tìm mới hiểu được, chúng ta tìm mới thấy. Chứ còn nếu mà nghe Huy Cường chia sẻ trong độ vài chục phút như này chỉ là mang tính rất là sao, tính chất chia sẻ, tính chất gợi mở mà thôi, anh chị em đồng ý không ạ? Cho nên là chúc cho tất cả anh chị em chúng ta có thể nắm được cái thời cơ, nắm được một cái cơ hội thực sự tuyệt vời, mà chúng ta đang sống trong một cái thời đại, đó là cái thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nó đã thay đổi tất cả mọi thứ. Và đặc biệt là có những người bạn của Huy Cường ngày xưa Huy Cường là nhà báo 9 năm ấy. Có những anh chị em nào mà đang làm báo, đặc biệt là làm báo giấy ấy,
thì nên tìm hiểu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái xu hướng mà đọc báo giấy ấy, nếu như các cái tờ báo ngày hôm nay không được bao cấp nữa ấy, thì Cường khẳng định là nếu như cho phát triển tự do theo quy luật của thị trường, quy luật cung cầu đúng không? Theo quy luật tự trường ấy, thì đảm bảo là trong một thời gian rất là ngắn có rất nhiều những tờ báo sẽ bị sao đóng cửa và xóa sổ và không ai mua. Bởi vì sao? Ngày hôm nay chúng ta đọc thông tin tin tức là dùng dùng smartphone, cho nên rất ít người dùng những cái tờ báo nữa. Và đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này nó đã thay đổi. Anh chị em đồng ý không ạ? Và chúc cho tất cả anh chị em chúng ta, nếu như ai đó mà đang làm business ấy, thì hãy đi tìm hiểu về cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, đi tìm hiểu về cái xu hướng di động sản này để chúng ta nắm bắt thời cơ để chúng ta phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Và cái Huy Cường ngày hôm nay cùng với những người, cùng với những đồng nghiệp của mình đang xây dựng một cái tổ chức, đang xây dựng một cái hệ thống với một cái tầm nhìn đó là sẽ trở thành một cái tổ chức, một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, với một cái mục tiêu ấy đó là kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp giải đất hình chữ S và năm châu bốn biển, là những người yêu sức khỏe, là những người khát vọng tự do, là những người muốn thay đổi chất lượng cuộc sống, là những người thích giúp đỡ người khác, để cùng nhau làm một cái cuộc cách mạng về cải tạo chất lượng giống nòi người Việt Nam, để 30, 40 năm nữa người Việt Nam bệnh tật ít đi rất là nhiều và cao lớn không thua kém gì những cái đất nước như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, vân vân. Và với một cái giá trị cốt lõi mà cái tổ chức hệ thống Huy Cường và những người bạn đang xây dựng đó là gì? Số 1 là trung thực, khác biệt, quyết liệt và vượt trội, đúng không? Trong một cái văn hóa đó là gì? Yêu hết mình và cho đi hết mình. Đấy. Huy Cường cũng muốn giới thiệu với những cái người bạn của mình một chút về cái tổ chức mà Huy Cường cùng những người bạn đang xây dựng ngày hôm nay, và cũng đang tìm kiếm những con người như vậy, những cái người mà yêu sức khỏe, khát khao tự do, muốn giúp đỡ người khác, thích giúp đỡ người khác, để cùng nhau sao để cùng nhau tạo ra giá trị cho chính bản thân và cho mọi người xung quanh. Và hẹn gặp lại các anh các chị và các bạn vào cái chương trình vào 10:30 sáng thứ ba tuần sau, trong cái chia sẻ về hành trình từ chú tí hon trở thành gã khổng lồ, từ cái gã khổng lồ của chính mình ấy, của mỗi một con người chứ không phải khổng lồ của ai cả, vào 10:30 sáng thứ ba hàng tuần. Và xin chúc cho tất cả các anh chị và các bạn có một cái năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, đại thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.